Hello, chào các bạn đến với channel Quạt Đê. Qua đợt Tết vừa rồi nghỉ hơi sâu cho nên là ra video nó hơi trễ xíu, các bạn thông cảm nha. Bây giờ đợt Tết vừa rồi về quê ăn uống mình lên tận 5 kg, trời đất ơi, ăn xỉu luôn á, cho nên là giờ mới hồi sức lại, có sức để làm video cho các bạn coi. Mà dịp Tết vừa rồi mình thấy trong group Tổ Quạ mọi người hỏi rất là nhiều về cái hiệu ứng kiểu này. Anh nhìn qua là biết là phải cầm điện thoại hoặc cầm cái camera lên để đi quay, rồi sau đó về edit ở trên phần mềm. Ở đây thì mình thấy các bạn có thể edit trên cả Premiere, các bạn cũng có thể trên After Effects. Nhưng mà mình thấy trên After Effects nó cho ra cái kết quả nó tương đương khoảng hơn 90% so với lại clip gốc, cho nên là mình hướng dẫn các bạn trên After Effects. Còn trên Premiere thì cái kỹ năng để làm được á, thì hồi đó mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn rồi, cho nên các bạn sẽ cái video đó mình sẽ để bên góc trái màn hình nhé, có gì vô đó coi. Ông nào mà mới nghe đến đây xong tua đến cái đoạn mà bắt đầu vô edit video liền là coi chừng là không có ra nổi đâu. Tại vì cái phần quay cần phải chuẩn bị một số thứ khá khá đó. Điều kiện đầu tiên của cái việc quay là các bạn phải đi camera mượt nhất có thể. Các bạn đưa camera trước ra sau như vậy thì cũng phải mượt mà và đều nha, tốc độ là phải rất cố gắng, rất đều. Rồi chưa kể là những cái shot mà các bạn chạy vòng quanh cái chủ thể như vậy nè, thì cũng phải cố gắng đều và cái khoảng cách nó cũng đều, rồi tốc độ di chuyển nó cũng phải đều. Nói chung mình cầm cái gimbal rồi quay những cái footage để hướng dẫn video này cho các bạn cũng sụi lên sụi xuống dữ lắm, tay cũng mỏi rã rồi. Rồi cái điều kiện thứ hai là trong lúc quay các bạn phải xác định được đâu là cái tâm để focus vào á. Ví dụ như ở đây mình chọn đầu của cái ống xịt màu cam này đi ha, thì lúc mà các bạn đi camera qua lại thì các bạn phải cố gắng giữ cái đầu xịt này, cái phần màu cam này luôn luôn nằm giữa ở cái khung hình. Không cần giữa 100% đâu, nhưng mà càng giữa càng ổn định thì càng tốt, tại lát nữa hậu kỳ nó sẽ khỏe hơn, thành không mà tracking hơi mệt á. Điều kiện thứ ba là nên quay khung dọc. Thì mình thấy khi mà quay cái tỷ lệ mà 16:9 á, thì hai bên cái khung hình như thế này nè, nó bị dư và nó bị rung rất là nhiều. Khi ổn định bằng phần mềm á thì nó không có được ngon cho lắm, nó bị thừa thải. Quay dọc nó vẫn là tối ưu nhất. Điều kiện thứ tư là nên có một cái gimbal để quay. Cái này thì hồi nãy nói rồi, nhưng mà chắc chắn là có gimbal thì cái shot quay chúng ta thấy mượt hơn. Còn ai mà chơi hệ mà cầm điện thoại trên tay xong ban này nè thì cũng được á, nhưng mà phải cố gắng ban ổn định và đều nhất có thể. Những cái shot mà xoay quanh vật thể thì nó hơi khó một chút, nhưng mà vào phần mềm vẫn khắc phục được. Chắc chắn là cái kết quả nó không ngon bằng gimbal rồi. Rồi đó, về cái điều kiện quay thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Các bạn coi qua một vài cái phút tiền mà mình quay nè, mình cố gắng hết bình sinh của mình, cố gắng lấy những cái tinh hoa của con người mình ra để cố giữ cái gimbal nó mượt mà và đều nhất có thể. Nhưng mà trông nó vẫn chưa được ngon cho lắm. Hy vọng là ai master bộ môn gimbal chắc chắn sẽ cho ra cái suột đẹp hơn nha. Tiếp theo chúng ta vào cái phần edit nha. Các bạn chỉ cần đảm bảo 3 bước thôi. Thứ nhất là chúng ta ổn định lại hình ảnh, chọn ra một cái tâm và sau đó tracking để cho cái tâm nó luôn luôn nằm giữa màn hình. Rồi bước thứ hai chúng ta sẽ đi velocity, tức là nhanh chậm để chuyển cảnh cho nó thành một clip đó. Rồi bước thứ ba là làm sao để cho các cái transition của chúng ta nó mượt mà hơn, từ cảnh này chuyển sang cảnh khác nó smooth là ok. Rồi tới với lại bước đầu tiên của edit là ổn định hình ảnh, stabilize motion gì đấy. Như thường lệ thì mình kéo thẳng cái video cần xử lý vào trong After Effects nè, rồi nhấn giữ kéo xuống cái icon này để tạo ra một cái kho mới hoàn toàn luôn. Footage của mình quay á, thì nó cũng chưa hoàn hảo cho lắm, nó vẫn còn có độ rung tại vì mình đi cái camera với lại gimbal á, chưa mượt. Cơ mà cái vùng focus nó nằm giữa màn hình là mừng thấy bà luôn rồi. Ai mà chuyên đi gimbal thì chắc là nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo bấm vào trong cái mục Windows để mở cái panel tracker lên. Cái này mà ai có rồi thì thôi nhé. Tiếp tục bấm vào trong cái ô Stabilize Motion thì phần mềm sẽ mở ra cho các bạn một cái khung để chúng ta bắt đầu tracking ổn định hình ảnh. Ở đây á, là các bạn phải điều chỉnh lại cái track point làm sao nó đúng cái điểm mà chúng ta mong muốn là nó sẽ nằm ở giữa màn hình. Nói chung ban đầu khi quay á, đã xác định cái tâm nó nằm ở đâu rồi thì bây giờ chỉ là chọn lại thôi. Chọn xong các bạn bấm vào trong cái icon play để nó bắt đầu tracking. Lúc mà track á, cũng phải căng bằng mắt nữa nha, thấy cái đoạn này nó bị lệch đi so với lại cái điểm ban đầu chúng ta chọn không. Để giải quyết được cái chỗ này á, bạn đưa kim thời gian về lại đúng cái vị trí mà nó bị xúc ra, rồi bấm vào trong cái icon này nè để nó bắt đầu xử lý từng frame thì nó sẽ không có bị xúc ra giống như hồi nãy nữa. Mà lỡ nha, trong cái lúc mà nó track từng frame vẫn bị xúc ra thì bạn nắm cái trackball kéo lại đúng cái vị trí mà chúng ta cần, sau đó cho nó tự động chạy tiếp hoặc là track từng frame. Tóm lại làm cái đoạn này là mình phải linh hoạt lên. Rồi sau khi mà các bạn track xong nguyên một cái đoạn layer video cần thiết rồi á, các bạn bấm vào trong cái ô apply, sau đó bấm ok. Rồi trở ra thì các bạn sẽ thấy được là cái tâm hồi nãy mà mình track á, bây giờ nó sẽ nằm ổn định ở một cái vị trí nhất định.
Để check cho nhanh thì bạn cầm cái con chuột xong chỉ vô giữa màn hình như vậy nè, cũng được. Để loại bỏ mấy cái viền đen á, thì đơn giản là zoom lên thôi. Còn để điều chỉnh nó lại cái vị trí tâm á, nó đúng giữa màn hình, thì các bạn mở cái lưới lên, sau đó các bạn kéo cái vị trí track hồi nãy của chúng ta vào đúng giữa màn hình là bây giờ ok đó. Đơn giản như vậy là xong cái bước ổn định hình ảnh rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với lại cái bước velocity. Rồi, đã qua cái bước gia nan thì tới cái bước gia nan hơn một chút nữa là bắt đầu làm velocity. Cái này thì cần có những cái kiến thức về cái đồ thị của cái velocity, cái edit value graph và cái speed graph đó. Làm mấy cái đó hồi đó mình cũng hướng dẫn ở trên channel quả đây rồi. Cho nên là nếu như các bạn có thắc mắc thì mình để đây cho các bạn vô coi lại. Tại vì ở trong đây mình sẽ nói kiểu lướt qua mấy cái đấy, chủ yếu là làm sao để ra được cái chuyển cảnh và cái velocity nó mượt thôi. Để đi cái velocity thành công á, thì các bạn cần cho mình một cái plugin tên là Twister. Để này nói đơn quả HD rất là nhiều rồi. Các bạn kéo thẳng cái hiệu ứng này vô trong cái layer mà chúng ta đang xử lý nãy giờ á. À, ở trong cái effect control của Twister thì các bạn nên điều chỉnh những cái thông số giống như mình để ở trên màn hình. Khi mà các bạn làm nhanh chậm á, hình ảnh nó sẽ mượt mà và máy của bạn nó cũng nhẹ nhàng hơn. Bước tiếp theo rất quan trọng nha, là tạo ra thêm một cái composition mới. Trong cái con mới này chúng ta sẽ dùng để biên tập cái velocity theo nhạc, nó sẽ dễ dàng hơn. Lưu ý cái comp này á, mình chỉ để là 30fps thôi. Tại vì lát nữa kết quả mình render ra thì cũng chỉ là 30fps. Mình không có muốn render 60fps, nó nặng nề và up lên các cái nền tảng nó không có phù hợp. Bước tiếp theo, các bạn kéo cái comp mà hồi nãy chúng ta edit cái con gấu ở trong đấy nè, nhớ không? Đó, kéo nó thẳng vào trong cái timeline mới này để bắt đầu làm velocity. Trong đây, các bạn mở cái time remap của layer lên. Hôm nay thì mình khuyên là các bạn nên kéo cái keyframe ở phần đuôi về sát cái phần đầu một chút. Cái video bây giờ nó đã ngắn lại trong khoảng là 1 giây rồi. Đúng ra là ở khúc này các bạn cần phải bỏ nhạc vô, sau đó các bạn edit theo nhạc. Mình thấy cái đấy nó dễ quá cho nên các bạn tự làm luôn nha. Bây giờ làm nhanh chậm hai cái keyframe nè, click chuột phải, bấm F9 hoặc là chọn vào trong cái ECA thôi. Mở cái đồ thị của nó lên. Trong đây mình sẽ điều chỉnh lại cái tốc độ của cái đồ thị, làm sao để cho nó giống như cái đoạn clip mẫu này nè. Nó cứ nhanh chậm, nó kết hợp từ shot này qua shot khác rất là mượt mà. Nếu ai chưa xem về clip đồ thị của quả HD á, thì hiện tại là mình đang điều chỉnh làm sao cho nó thay đổi theo kiểu là nhanh, chậm, nhanh. Đó, các bạn có thể coi cái kết quả nè. Thấy ok rồi á, mình sẽ cắt gọn cái layer đi, mình chỉ lấy trong cái khoảng này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý tốc độ của một cái clip nữa, để khi mà ghép hai cái đoạn này lại với nhau á, nó có thể chuyển cảnh mượt mà, cho các bạn dễ hiểu ha. Cái comb tiếp theo mình mang vào trong cái timeline á, là của một cái con gấu màu xanh. Các bạn xem qua cũng thấy đúng không, con gấu kia thì nó xoay theo hướng là kim đồng hồ, còn con kia thì quay ngược lại. Vậy giờ làm sao cho nó kết hợp mượt mà đây? Thực ra thì có nhiều cách, mà đơn giản nhất á, là click chuột phải, đưa vào transform rồi chọn cái flip. Lúc này hình ảnh nó sẽ được đảo ngược lại và các bạn coi kết quả nè. Đó, bây giờ xoay chiều giống nhau rồi đó. Tiếp theo làm nhanh chậm thì cũng giống như hồi nãy thôi, mình mở cái time remap lên, rồi mình chọn hai keyframe ở đầu và đuôi rồi F9 đó. Trong cái đồ thị của cái layer mới, mình điều chỉnh cho cái tốc độ là nhanh rồi chậm. Mục đích dễ hiểu là nó cần phải tăng tốc ở cái phần bên trái để cho nó kết hợp với lại cái layer trước đó chứ, đúng không? Thu gọn cái thời lượng nó lại một chút nè, coi kết quả nha. Rồi, đó, như vậy là chuyển cảnh rồi, dễ không? Nhưng mà chưa, để cho nó giật qua giật lại như thế này thì phải làm sao đây? Thật ra thì cũng đơn giản lắm. Bây giờ các bạn kéo kim thời gian tới một cái điểm nào đó mà cái hình ảnh nó chuẩn bị kết thúc á, thì ví dụ như là cái điểm này đi, sau đó mình sẽ đặt ra một cái keyframe ở ngay tại đây để nó lưu lại cái mốc thời gian hiện tại. Bạn xóa luôn cái keyframe ở đuôi đi, bây giờ keyframe đó không có còn tác dụng nữa. Giờ bạn chỉ cần copy cái keyframe đầu, sau đó dán ra cái phần đuôi nữa là xong. Keyframe ban đầu của chúng ta là đi từ mốc thời gian A sang mốc thời gian B, mà vừa rồi bạn lấy cái keyframe A, bạn copy rồi dán ra ở phía sau này nè, thì có phải lúc này mốc thời gian sẽ là đi từ A sang B xong giật lại về A không? Như vậy chúng ta sẽ có một cái kết quả là nó sẽ chạy giật qua xong mới giật lại về cái mốc thời gian ban đầu. Ok, dễ hiểu chưa? Bạn nào mà thắc mắc bước này thì mình giải thích dễ hiểu vậy nha. Chỉ tới vậy luôn mà không hiểu nữa là cũng bó tay á. Sau khi kiểm tra lại thì mình thấy cái đoạn sau của con gấu xanh vẫn chưa được mượt lắm. Nó cần phải nhanh ở cái phần đuôi để lát nó có thể chuyển cảnh sang một cái cảnh mới nữa. Cho nên mình phải điều chỉnh lại cái đồ thị một chút thì hình dáng đồ thị nó sẽ như thế này. Ai mà không hiểu về cái đồ thị này thì đại loại là khúc nào mà nó dốc là khúc đó nhanh, mà khúc nào bằng bằng là khúc đó chậm. Đó, chỉnh một hồi là nó ra kết quả vậy. Đấy chưa?
Rồi, đã qua được cái phần gian nan nhất, bây giờ chúng ta tới cái phần nó đơn giản nhất là làm cho những cái đoạn transition trở nên nó mượt mà hơn. Còn để bình thường chuyển cảnh bằng cái Velocity thì cũng ok, mà kiểu không có mượt 100% được cho nhìn hơi khó chịu. Rồi, vô ha. Cho mình ngắt qua các bạn một xíu nha. Thì hiện tại Quả HD đang có hai khóa học edit video. Một khóa là về Premiere Pro, dành cho những bạn nào mà muốn học sâu về edit video rồi đi làm nè, rồi những bạn học sinh sinh viên muốn tìm hiểu về cái ngành này thì có thể bắt đầu với lại Premiere Pro. Còn một khóa nữa là dành cho những ai mà hay edit những cái nội dung ngắn, short, TikTok á, thì đó là cái khóa edit ở trên phần mềm cáp kết phiên bản máy tính. Thì nếu như bạn nào mà hay edit những cái nội dung ngắn ngắn để đăng hàng ngày, chắc chắn đây là một cái phần mềm mà là không nên bỏ qua của Quả HD. Nếu bây giờ các bạn muốn bắt đầu với lại cái công việc edit và sản xuất video, hoặc là các bạn muốn trở thành một người làm video, sản xuất các video trên nền tảng mạng xã hội á, thì link khóa học mình sẽ để dưới phần mô tả này nha. Cuối cùng, để cho những cái chuyển cảnh của bạn nó trở nên mượt mà hơn á, thì mình khuyên là tạo nên một cái lớp adjustment layer đặt giữa hai cái layer lúc mà nó chuyển cảnh. Các bạn bỏ thêm những cái hiệu ứng về blur giống như là direction blur nè, mình thấy cái này khá là hay. Khi mà kéo cái hiệu ứng này vào trong adjustment layer á, mình sẽ tăng cái độ blur của nó lên. Mà quan trọng nhất á, là các bạn phải điều chỉnh lại cái hướng của cái blur để cho nó phù hợp với lại cái đoạn chuyển cảnh đó. Camera của mình nó ban ngang thì mình phải điều chỉnh cái blur theo hướng ngang, ban dọc thì phải chỉnh theo hướng dọc, như vậy thì cái chuyển cảnh nó mới mượt được. Tới đây ai mà hay coi channel của Quả HD là biết kiểu gì cũng sẽ dùng cái công thức là 0-100-0, tức là ngay ở giữa cái đoạn chuyển cảnh á, thì mình sẽ cho cái blur nó xuất hiện thật là mạnh. Còn ở hai bên bắt đầu của cái layer thì mình sẽ cho nó về không hết. Đó, hay chưa? Coi cái kết quả nè. Trời ơi, nó mượt mà không? Cái đoạn chuyển cảnh nó rất là mượt. Nhưng mà nếu mà mượt hơn nữa thì mình sẽ vô F9 ba cái keyframe này, điều chỉnh lại cái tốc độ làm sao cho nó dồn vô cái phần giữa hết. Tại vì nguyên tắc của transition nó là vậy mà. Đó, bây giờ thấy nó mượt mà, quá đẹp. Tiếp theo là thêm chút ánh sáng lúc mà nó chuyển cảnh đi. Thì ở đây chắc là Lumetri thì nó có đặt keyframe ở mục highlight nè. Thì highlight làm cũng y chang à, đặt keyframe ở giữa sao cho nó mạnh nhất, sáng nhất. Rồi hai bên keyframe á, thì mình để nó về không hết. Cái velocity, là cái biểu đồ của nó thì mình cũng có thể chỉnh cho nó giống như cái blur hồi nãy cũng được. Kết quả bây giờ là ngon ơ luôn, vừa có blur vừa có ánh sáng. Đó, nhẹ nhàng thì không thích á, thì bạn có thể thêm những cái hiệu ứng shake, những hiệu ứng rung của Sapphire này, hoặc là cái tweak. Sau khi làm một cái chuyển cảnh cho một đoạn rồi thì các bạn có thể copy cái adjustment layer này ra, sau bạn kéo sang một cái đoạn chuyển cảnh khác. Như hồi nãy mình đã nói á, là cần phải điều chỉnh lại cái direction blur, cái hướng blur để cho nó phù hợp với lại cái đoạn chuyển cảnh. Thì ở đây là cái chuyển cảnh nó hơi xéo một chút, cho nên mình phải điều chỉnh lại cái hướng blur cũng xéo xéo một chút chứ. Rồi đó ha, nhỏ nhỏ từng tí cái là ra được một cái kết quả nó hoàn thiện liền, mượt mà hết. Đó, trời ơi, ra một cái kết quả nó dịch dịch, nó đúng với lại ý của các bạn rồi đúng không? Thì theo mình thấy là cái kết quả này nó cũng khoảng xem 90% rồi. Chỉ có điều là mình đi cái gimbal nó hơi dở thôi. Với lại ai mà có cái máy quay lens góc rộng á, thì ban này chắc chắn nó sẽ rộng hơn, và khi mà kiểu ổn định hình ảnh á thì bớt bị cắt cái khung hình đi, giống mình bị cắt đi khá là nhiều, cho nên là cái transition nó kiểu hơi nó chưa được kiểu nó dài á. Thì nếu bạn nào có lens góc rộng và ba được camera nó dài hơn thì chắc chắn ra kết quả ảnh đẹp hơn vậy nữa. Xong cái hướng dẫn ngày hôm nay, nếu như bạn nào mà muốn thực hành để làm được những cái sản phẩm giống vậy á, bình bông, bình hoa nè, nước hoa, nước thơm, con trâu, con bò, con nai, con người, trai, gái, bd, đem ra các bạn quay. Rồi các bạn có sản phẩm thì có thể post vào trong group tổ quà. Ở trong đấy thì mình sẽ chuyên duyệt những cái bài liên quan về edit video. Và cũng có nhiều bạn cũng hay edit video ở trong đấy nữa, cho nên mọi người post vào trong thì nó sẽ có cái trao đổi để chúng ta cùng nhau đi lên. Đó, link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Nếu thấy video này hay, hữu ích vậy thì cho ngay một like và một subscribe chứ cứ để nhắc hoài. Rồi thôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có cái hiệu ứng nào thắc mắc cứ comment ở phía dưới, không thì cứ post thẳng vào trong group tổ quà ấy. Bye bye.